ta không có nhớ quyền, mọi người cũng là bỏ cái vụ đó, rồi cứ nhớ cái nét lắm là ở đây là cái quần u này, thì phía trên đây này, đây dây xuống thu mạnh, sau khi mà thu mạnh mình dây xuống rồi rồi bỏ, bóc phía trong đúng không? Bóc phía trong, bóc phía trong, trong sách mình có ghi phía trong không? Đó. Xong tới xuống tới đây thì rồi bật bật cái này nó làm ấm tay cực kỳ luôn. Đối với cô là hai mình đẩy lên đó thì nó ấm phía trên, còn khi mà chúng ta bật đó, nó ấm nguyên cái phần này. Nó bật ngang rồi. Bật ngang. Cái kỹ thuật là gì? Ta ấn xuống. Bật ngang. Thì mọi người thấy cái tay á, là trong sách có ghi bật ngang không? Có. Mọi người thấy cái ngón tay mà nó giật luôn. Nó giật luôn tại vì là gì, nó ấm về xong sau đó nó bóp xuống luôn. Thì bóp xuống luôn tới đây thì bạn làm thêm cái này. Đưa máu về. Cái này tên là gì? Cái đó cũng dây ngang hay là dây ngang sao? Dây ngang. Dây ngang luôn. Hai cái ngang. Khô lạc và là cái đó. Thật sự ra muốn dây ngang, muốn dây tới, muốn dây đuôi. Cứ dây là đại cần dây.